Ở đây chúng ta có triglyceride X tác dụng với NaOH thu được muối. Như vậy triglyceride chúng ta gọi là RCO tất cả 3 lần C3H5. Chúng ta đi tác dụng với NaOH. Chúng ta sẽ được muối là RCOO Na cộng cho C3H5OH tất cả 3. Lưu ý với thầy đó là R đây là những giá trị trung bình, bởi vì chưa rõ là thằng này được cấu tạo từ một gốc axit hay là hai gốc axit. Các bạn, đây là 3, đây là 3. Như vậy khối lượng triglyceride người ta cho chúng ta là 59,92. Khối lượng muối là 61,88. Như vậy dựa đây chúng ta sẽ tính được số mol của triglyceride. Mà đặt số mol nó là amol. Thế đây là 3A. Và glycerol ở đây là A. Chúng ta đi bảo toàn khối lượng thì tính được số mol của A. Đây mình tính được A là bằng 0,07. Thì M lớn của X bây giờ sẽ bằng 59,92 chia cho 0,07. Ở đây mình tính được là bằng 856. Rồi, bây giờ khi cho X chúng ta đi đốt cháy thì thu được CO2 và nước. X của chúng ta đi đốt cháy thu được CO2 và nước. Ở đây mình có số mol CO2. Em lấy 61,6 chia cho 22,4 là bằng 2,75 mol. Nước là lấy 45 chia cho 18, 2,5 mol. Như vậy ở đây mình gọi số mol của triglyceride là amol. Như vậy cái đó chúng ta sẽ đi bảo toàn oxy thì tính được số mol oxy. Sau khi có oxy thì em đi bảo toàn khối lượng thì em sẽ tính được A. Đúng chưa? Bởi vì M lớn của thằng này là 856 này. Cái đó chúng ta biết là X của chúng ta khi tác dụng với brom thì số mol của brom bây giờ là bằng K trừ 3 nhân A. Đúng chưa? Như vậy mình sẽ lấy như sau. Chúng ta đi bảo toàn oxy thì mình có đó là 6A. Triglyceride là có 6A cộng 2 lần mol oxy bằng 2 nhân cho 2,75 cộng cho 2,5. Ở đây chúng ta sẽ tính được mol oxy theo A. Bên này là 8, 8 chia 2 là bằng 4. 4 trừ đi 6A chia cho 2 thì trừ 3A. Cái đó em đi bảo toàn khối lượng sẽ tính được A. Chúng ta có 856. Cộng cho oxy, oxy là 32 nhân cho mol. 4 trừ đi 3A. CO2 là 2,75 nhân 44. Nước để cho rồi, 45. Giờ đây chúng ta sẽ tính được A.
A à, đây là bằng 0,05. Chúng ta lưu ý cho thầy đó là gì? Khi cho M tới dùng với brom á, thì đây do người ta trùng dùng là M gam, do đó số mol nó không thay đổi là 0,05 mol. Chúng ta có như sau. X chúng ta cộng cho K trừ 3 Br2 để tạo ra sản phẩm. Như vậy mol X có rồi, 0,05. Chúng ta đây là 0,05 nhân cho K trừ 3. Và theo đề cho thì nó sẽ bằng V nhân 0,5. Khi đó chúng ta sẽ tính được V. Như vậy để tính V thì chúng ta đi tính K. Để tính K thì chúng ta dùng công thức cháy, đó là mol CO2 trừ mol nước bằng K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ. Mol CO2 có rồi, 2,75, mol nước là 2,5. Mol nào có? Giờ đây chúng ta tính K, sau khi có K thì chúng ta thiếu vào đây chúng ta tính V. Hãy bài toán này. K ở đây là bằng 6. V ở đây chúng ta là bằng 0,3. Chúng ta đổi sang ml là bằng 300 ml. Như vậy có đúng, bây giờ mình chọn là câu B.